Hi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hồ Cáo Ngoài Trời. Thì hôm nay là cuối tuần, mình mới có dịp quay clip giới thiệu những cái loại cá bên mình, cũng như là review cho các bạn xem cho vui cuối tuần ha. Thì hôm nay mình cũng rất là nhiều công việc cuối năm đó các bạn. Mình cũng không có thể nào mà quay clip thường xuyên cho anh em coi được. Nên là hôm nay có thời gian thì Tân sẽ quay một ít cái clip sẵn báo giá một số dòng cá bên Tân cho anh em xem ha. Rồi thì đây là Tân cho cá ăn bo bo nha anh em. Đây Tân quay bo bo cho anh em xem nè. Bo bo này thì Tân vớt tối hôm qua, sủi oxy để sáng hôm nay cho ăn. Thì đầu tiên là anh em thấy đây là bầy HP Lu nè. Bầy HP Lu nó cũng hơi lớn lớn rồi đó anh em. Chắc nó cũng tầm khoảng tháng hơn rồi đó. Ở đây mình cho ăn bo bo. Thấy màu lớn ghê luôn anh em. Ăn nhanh lắm. Mình nhỏ thêm ít nữa nè. Cái HP Lu này là mình chưa có chia sẻ nha anh em. Thì ở đây mình quay cho con trước cho anh em coi. Cái giọng nói của mình mấy bữa nay nó cũng do cái thời tiết nó lạnh đó anh em. Nên là mình nói chuyện nó cũng hơi kiểu nghẹt nghẹt mũi xíu, anh em thông cảm ha. Nè bầy Will nè. Will bữa nay nó lên màu nè anh em nha. Mình thấy cá mình đang bo bo á, nó lên màu cũng ổn lắm anh em. Nó lên màu cũng nhanh lắm. Thì nó không mập thôi. Nó không mập như là anh em cho ăn trùng chỉ ha. Ăn trùng chỉ thì nó mập hơn. Còn ăn bo bo này mình thấy nó cái độ lên màu nó nhanh lắm. Con coi Red Ear full lưng nó đẻ nè anh em. Bữa nay Tân thấy nó lên màu, bắt đầu lên màu. Một số con nó lên màu đuôi với lên màu đầu nè. Anh em thấy không? Có một con nó lên màu đầu luôn nè. Một số con nó nhú nhú cái chấm đầu nè. Đó. Là mình cho nó ăn bo bo tươi sống đó anh em. Thấy nó ok lắm. Will cha mẹ nè. Hôm qua có mấy anh trai ghé chỗ mình đó. Rồi chia sẻ hết mấy cái hai cặp giống này, mình chia sẻ cho anh em luôn. Chứ cuối năm mình cũng không có thời gian chăm thì mình số lượng mình lên cũng khá là nhiều view rồi, nên thôi mình chia sẻ giống này cho anh em về đẻ luôn. Mấy con này nó mập lắm rồi nè anh em, về là đẻ liền á. Đây là Dumbo nè anh em. Dumbo Red Tail hiện tại mình đang bán nè anh em. Loại này là mình đang bán 50.000 một cặp nha anh em. Cái bộ màu của nó lên rất là đỏ đậm đẹp nha. Đuôi ha, có một số con có ri phong nữa nè. Đuôi tai bơi vẫy ánh kim, nó rất là chuẩn nha anh em. Size này về là ghép là cho đẻ liền luôn nha anh em nha. Cái này mình đang bán 50.000 cặp. Thì anh em bắt nè, anh em nào bắt 5 cặp mình để cho 200.000 thôi ha. Đẹp lắm anh em. Lấy con bò xuống mình nhiễu cho nó ăn thêm. Cái đồ mưa teo này mình rất là thích nuôi. Khi mà anh em nuôi thủy sinh á, nguyên một bài nhìn nó lên rất là đẹp. Mình quay gần cho anh em xem ha. Gần anh không bắt nét được. Rồi, vậy đi. Ăn bo bo lên màu đẹp lắm anh em ơi. Trong bo bo nó có lăng quăng luôn. Có lăng quăng luôn nha anh em. Có một số con nó chưa lên màu là các con á, mình trộn chung bầy luôn đó anh em. Có một số con nó cái vảy nó chưa lên màu anh em thấy không? Đó là cá con nha, chứ không phải là trong bầy nó rớt lại đâu. Cá con nó chưa lên đó, nhưng mà mình hết hồ mình ghép chung luôn đó. Rồi mấy con rồng đây, mình rồng mình để riêng nó hơi khó nhìn anh em nha. Rồi đây là con máy Dumbo nè anh em, nó hơi chá nha anh em, cho mình sạch vô đây cho nó ăn. Đó, mấy con cá máy này nó lên size cũng khá là to rồi nè. Đuôi có một số con đuôi hắc mun luôn đó anh em. Thì anh em bắt sớm mình lựa những con đẹp cho anh em nha. Tay bơi chấm đen luôn ha, rất là chuẩn. Đó. Đây là con full gon trống. Xíu mình quay full gon báo giá cho anh em sau. Cho vừa cho ăn vừa nói chuyện với anh em đi. Cái hàng Dumbo Hormone của mình nè anh em. Nó nhát quá.
mới về nó nhát quá, chưa chịu nó chưa chịu bung nữa. Dumbo Hormone nha anh em, Hormone BDS luôn á. Cặp này nó bung ghê lắm, nó chưa đẻ nữa. Rồi mày phun gòn đi. Phun gòn đây mình có hai loại anh em, một loại này là tơ nè, mình có 5 cặp tơ nè, loại này là 250.000 cặp nha anh em. Phun vẫy phun tay đi bông nha anh em, tay bướm nha, phun vẫy phun tay. Cái loại này là 250.000 cặp nè. Còn bên đây nó đẻ được một lần rồi anh em, nó to hơn nha, nó đẻ được một lần rồi nè, cũng giá 250.000 cặp nha anh em. Nhưng mà trong đây nó có một số con nó bị cái con ấy nó cắn cái tai bơi ấy, nó bị rách hết cái tai bơi. Anh em nào có mua loại bên đây thì mình inbox mình để combo giá rẻ cho anh em lấy ba cặp này ha. Cái này nó đẻ một lứa nha anh em, về là nó đẻ nữa đó, không gà mình ghép trống nó, không gà mình ghép trống ba cặp này rồi nó mang bầu nữa nè, chuẩn bị đẻ nè. Bên đây là con đó nè, đó con ở đó anh em, để mình cho nó con ăn nha. Con đẻ chắc cũng được 10 ngày đó. Rồi đây là con full gold gen nè, mình bán cũng đang giá 50.000 cặp nha anh em, 5 cặp 200.000. anh em nào thích thì cứ inbox mình ha. Full gold gen thì nó full vẫy thôi chứ tay bơi nó không có full nha anh em. Bên đây là gồng đỏ, gồng đỏ giờ ở đây mình còn một con mái, ba con trống nè, nó cũng hơi già, trống nó cũng hơi già nè. Anh em nào lấy ba con trống với một con mái này mình để giá 70.000 thôi, anh em nào thích thì inbox mình nha, 70.000 thôi, bán lẹ cho anh em để mình dọn hồ nha. Con trống này cái đuôi BDS Hormone nó khủng lắm các bạn. Đây bầy con của nó nè, gồng con. Rồi để mình qua mình quay tiếp cái này cho các bạn xem. Full red BDS, xíu mình bắt lên mình lên hồ sô cho mọi người xem nha, chứ mình đang cho ăn sẵn, mình cho ăn mình vừa nói luôn các bạn. Full red BDS này, cái vây lưng con trống nó dựng tròn đẹp nha mọi người, con mái thì nó không bằng. Bộ này mình bán 150.000 cặp nha, nó bung rất là đẹp. Này là con red e full lưng của mình nè, con red e full lưng. Cái này cá giống của mình thì nếu mà anh em nào thích thì inbox mình ha. Nó mới đẻ có một bầy một anh em, bầy bên kia đó. Anh em nào thích loại này thì inbox mình nha. Rồi đây là coi red ear mà cái bộ màu nó đỏ đậm đẹp nha anh em. Tay bơi lên đỏ đậm đẹp ha. Cái đầu thì leo rất là sâu. Cái này mình đang bán là 250.000 cặp nè. Bữa nay gió quá, có che lại đó nhưng mà thấy gió quá nè. Loại này là 250.000 cặp nè anh em, về làm giống cũng rất là ok ha. Cái bộ này nó màu đỏ rất là đẹp, làm giống rất là ổn luôn nha anh em. Bên đây là con red ear sọt của mình. Red ear sọt này thì mình không có bán, mình đang nhập về mình làm thử. Nó cũng là con red ear nhưng mà sọt nha anh em, nó là thuần rồi nha. Mình theo dõi cái bộ này rất là lâu rồi, mình thấy nó thuần rồi nên là mình nhập thử một kilo về mình làm thử coi nè, cho nó ra ok không nha anh em. Sọt nó thấy nó đã lắm, nó nhỏ nhỏ nè anh em thấy không, cái con bình thường nè, cái người của nó dài 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 hơn ha, đúng không? Còn cái con sọt nè, con sọt nó ngắn hơn xíu, nhìn nó ú lắm các bạn, nhìn ngang nhìn đẹp lắm. Đây là con red ear trống nè, trống thì full lưng, thế này có một số con không full tay, mình tại nó sót bài trước lại á, thì gửi cho các bạn mình sẽ gửi những con red ear full lưng full tay hết ha, trống nè. Rồi mình cũng có một vài hộ thôi anh em, không có nhiều đâu,
Đây là sọc ngựa dạ quang mình nuôi chơi nè, nuôi thủy sinh chơi nè. Đó, sọc ngựa dạ quang đẹp lắm nha anh em. Thích nha. Thích nuôi mấy con thủy sinh gì nè. Giá nó cũng rẻ hả anh em, mấy chục ngàn cặp, nhưng mình không có bán đâu. Mình nhập về mình nuôi thử coi nó đẻ không đó, mà chưa đẻ nữa, mấy tháng rồi chưa đẻ nữa. Đây cũng là một cái hồ HP lưu mà trước cái hồ bên kia nha anh em, cũng là HP lưu luôn đó, hơi chá nắng ha. Bên đây thì nó bự sai hơn nè. HP lưu này nó đẻ kinh khủng lắm, càng bo bo nó cũng mau lớn nữa nè. Gió quá, gió thổi cái này đó, khó nhìn quá. Hơi khó nhìn anh em nha. Rồi giờ mình cho Will ăn đi. Will này mình nuôi thủy sinh nè anh em. Will mình nuôi thủy sinh nè, nhìn đã lắm. Anh em nào mà thích thủy sinh như vậy nè thì mua Will vậy. Will này mình đang bán 40.000 cặp anh em, tại cái size nó nhỏ đó. 40.000 cặp nha, anh em mà thích thì inbox mình về nuôi thủy sinh giống vậy nè. Set up một cái hồ lót bạc xong rồi đẩy gông vô rồi nuôi thôi. Sáng ra cho nó ăn, rất là thư giãn luôn. Đã ha. Rồi, ok anh em, thì có một số cái dòng cá mình đang bán ở cái khu vực nuôi cá của mình đó, thì anh em thích dòng nào thì cứ inbox cho mình ha. Thì cuối năm rồi, cá của mình lên cũng không có nhiều đâu, thì anh em coi clip này cho vui ha. Nếu mà anh em thích thì mua, còn không thì xem cho vui. Rồi ok, thì cảm ơn anh em đã quan tâm kênh Hồ Cá Ngoài Trời trong thời gian vừa qua ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì anh em nào muốn lại nhà thì cứ hẹn trước với Tân. Khi nào Tân đi làm về á, rảnh thì Tân cho anh em hay, anh em chạy lại giao lưu chơi. Rồi giờ Tân sẽ quay một số cái side view cho anh em xem. Bảo nó ăn hết rồi. Thôi. Rồi ok anh em, thì cảm ơn anh em đã xem video ha. Thì những cái con cá nào anh em thích á, thì anh em cứ inbox cho Tân, Tân sẽ gửi clip cho anh em xem ha. Chứ hiện tại giờ nó trời cũng đang lạnh đó anh em, chứ mình chỉ đang cho nó ăn á, và Tân cũng không có tiện là vớt lên cho anh em xem được. Nhiều khi mình vớt qua vớt lại nó dễ bệnh lắm. Thì thôi, thì anh em nào thích á thì cứ inbox cho Tân đi. Buổi trưa nắng xíu á, Tân ra Tân vớt lên cho anh em xem ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm video nha. Bye bye.